đây là một hình thức uống bia chúng tôi gọi là bia song ở Tây Nguyên thôi nha các bạn. Chắc chắn chỉ có ở Tây Nguyên mới có thôi. Tây Nguyên, Lâm Đồng. Hoàn toàn mới. Một hình thức uống bia phải nói là vấn đề. Phải nói là phải lên phong cũng thế à? Phải nói là rất là sợ. Đấy. Này đến lượt tao rồi, mày quay cho tao đi. Không vấn đề là bắt tay cái này. Mày nam mua dung đây là địt mày bắt nhiều bao địt mày. Uống vậy nó mới đá. Không uống như vậy nó mới chướng. Nói vậy là nói thật sự là nếu người ngoài thì mình không nói. Nhưng mà anh em cho ra, trong nhà phải chơi cho làm sao nó thoải mái. Tại vì Tết mà phải chơi cho thoải mái ra. 365 ngày mình cứ phải gò bó cuối cùng mình làm cái gì? Mình phải chơi cho nó toát ra cái phẩm chất. Cứ phập đi em. Chơi cho nó đẻ luôn. Thầy lát nữa nhà vợ mày có xong không? Có. Điên mấy cái bô đi. Mình gọi là uống bia bô. Bố bây giờ là tao chốt nha. Chốt đi. Chốt. Chốt chưa? Để xem nào. Bây giờ này còn có một ly nữa thôi. Vừa hấp thôi. Uống vừa mõm thôi. Nhưng mà tao mùng nhôm. Để cái bô ra ổ cho toàn thức ăn trong cái bô ấy. Đừng có ho ra đồ ăn. Không, tao cái bố nó đáng con sạch từ sáng đó đúng không? Nhưng cho mình suy nghĩ thôi chứ. Bây giờ